Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi tới phần thứ hai. Xin lỗi quý vị, ngay bây giờ mình có hơi trục trặc cái telephone lần trước, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử trở lại ha. Để coi. Hello. À, bác sĩ. Dạ, chào cô. Ok. À, tôi muốn cái con mà cô đó làm chính đó, mà nó ví dụ như cái người đi ngang qua, ta vừa đi ngang qua thì bác cô đi trở lại hơi thở, nó có bay không bác? Tôi hiểu rồi. Cô nói là cô đi bộ ở ngoài đường, xong một người khác đi bộ quang đó, thì cái người kia thở ra đó, thì cổ hít vô đó, cái nguy cơ mà bị dính cái con COVID-19 nó có nhiều hay không? Cô có mang mặt nạ không cô? Nếu mà cô mang mặt nạ đó thì không sao hết cô. Nếu mà cô mang mặt nạ mà cái người kia họ đi qua mà họ thở đó mà cô có mặt nạ thì cái nguy cơ mà mình bị dính cái con vi trùng nó cũng rất là thấp. Khi nào mà mình trong cái phòng cùng với cái người kia đó, mà cái người kia không mang mặt nạ, mà mình cũng không có mang mặt nạ đó, mà hai người thở qua thở lại đó, giống như tôi với bác sĩ Derek đó. Nhưng mà thật ra tôi với bác sĩ Derek ngoài cũng 6 feet đó, thì cũng xa đủ đó. Thì thật ra lúc mà mình nói chuyện đó, hay là mình khạc ra, mình ho đó, thì cái chất nước miếng với lại cái khí hơi đó mà nó có con siêu vi đó thì nó bay cái chừng 6 feet thôi, 6 feet là cái chừng bao nhiêu đây đó. Thì nếu mà mình đi gần một người hơn 6 feet đó mà mình không mang mặt nạ mà họ ho đó, thì có thể nó vô cái phổi của mình, cơ thể của mình, nhưng mà tôi nghĩ cái nguy cơ mà nó thấp lắm cô. Thì là cô ra ngoài đường cô nhớ mang mặt nạ thôi. Đương nhiên có mặt nạ, nhưng mà hỏi bác sĩ khi họ đi qua tại cái đó nó hẹp bác sĩ, nó trên freeway hai bên lề, nhưng mà đi qua nhiều khi đi ngang rồi không biết đó bác sĩ, họ yeah. Vừa đi khá được tiếp rồi các hơi thở hơi vẫn còn đó, còn họ có bệnh con vi trùng bay đi đó, cái biết thử rồi mình mới đi qua một cái thôi đi tích tắc hơi thở họ còn khó qua đó mình có tao bác sĩ. Cô ở đâu vậy cô? Cô ở vùng cam hả cô? À, ở San Gabriel ạ. À? San Diego hả? San Gabriel. San Gabriel. Nói đơn giản đó là bên tiểu bang Cali đó, thì cái số mà họ bị lây cái con siêu vi này đó, và cái số tử vong nó cũng thấp lắm. Thật ra cô đừng có lo quá thôi. Giống như tôi nói, cái quan trọng nhất đó là mình ra ngoài đường mình nên mang mặt nạ, mà mình đi xa, mình đừng có đi gần một người, mình đi ra ngoài đường đó thì mình tránh một cái người khác cái chừng 6 feet như mà tôi với bác sĩ Derek vậy nè. Nếu mà từ đây tới bác sĩ Derek đó thì đủ rồi cô. Cô mà mang mặt nạ mà cô tránh một người khác 6 feet thì đủ, không sao, cô không cần lo. Khi nào mà mình đi xe bus hay là mình đi mấy cái chỗ mà nó rất là hẹp đó, mà mình phải đứng rất là gần một người khác mà họ ho đó, thì lúc đó mình mới lo. Vâng bác sĩ Derek. Yeah, thì với lại cô không có nên lo, nhưng mà thường thường cái con vi trùng này tùy có thể đến thường thường 5-7 ngày nó bắt đầu có triệu chứng rồi, nhưng mà có thể lâu đến 14 ngày có triệu chứng. Và có nhiều người, bây giờ mình không biết khoảng chừng bao nhiêu, mà ở bên tàu khoảng chừng 80% người không có bị triệu chứng gì hết. Thì cái này triệu chứng cô, nếu mà cô bị nóng sốt, cô bị ho hay bị khó thở gì á, thì cái đó cô mới nên lo. Còn bây giờ cô, cái đó cô bị cái trường hợp này cô bị bao lâu rồi ạ? À? Mấy ngày rồi ạ? Tại vì cái đi trở lại thở cái hơi của họ thở. Dạ, cô thở cái hơi của họ đó là tại cái lúc đó cô không có mang mặt nạ hả cô? Có. Nếu mà cô mang mặt nạ đó thì cô đừng có lo.
cái người kia mà họ có mang mặt nạ không cô? Không có mang, tại vì vừa họ đi đi ngang cái thì không thể họ đi trở tránh tránh có thể, nhưng mà họ có mặt nạ cũng an toàn. Dạ. Nếu vậy không sao cô. Cô đừng có lo lắng nhiều quá. Tôi biết là cái mùa này đó thì có rất nhiều thành viên của tôi gọi vô rất là hồi hộp, tim đập mạnh, khó thở. Có nhiều khi mấy cái chuyện mà khó thở, tim đập mạnh đó là không phải là bị coronavirus mà là bị nó bệnh cái bệnh lo âu. Cái bệnh lo âu mà mình coi TV hoài và mình suy nghĩ về cái chuyện này hoài đó thì nó sẽ tạo ra một cái chuyện lo âu. Mà cái chuyện lo âu nó có thể tạo ra cái chuyện khó thở, tim đập mạnh, chảy mồ hôi. Cái đó là Mỹ nó gọi là panic attack, là nghĩa là mình lo âu quá đó, mình sợ hãi quá đó, thì cái cơ thể mình nó rối loạn lên, nó mới làm tim đập mạnh, nó làm mình chảy mồ hôi, nó làm mình khó thở. Cái đó Mỹ nó gọi là panic attack. Mình cũng hơi đừng có lo lắng quá. Cô có bơm thuốc không cô? Dạ. Cô bị chai phổi đó thì cô có bơm thuốc thuốc thở không cô? Dạ chưa. Trước tôi ra bị cảm viêm phổi. Ừ. Hết rồi bác sĩ. Thở. Phổi yếu á, thở bác sĩ. Vâng. Bây giờ một lần nữa giống như bác sĩ Derek nói đó là mình không cần lo quá, mình ra ngoài đường mình mang mặt nạ, không bác sĩ Derek? Yeah. Mình tránh một người khác, nếu mà cái người đó mang mặt nạ đó thì cũng càng tốt, còn nếu cái người kia mà không mang mặt nạ đó thì mình tránh họ ít nhất là 6 feet. Đa số 6 feet dễ lắm, là mình đưa cái tay ra đó, cái này không phải tới 6 feet đâu, 6 feet là phải hai cái tay đó, thành ra dạ, thành ra mình tránh một cái ở bên đường tránh nữa bác sĩ. Dạ, nếu mà cô đi ra ngoài đường đó thì cô nên tránh mấy người khác ít nhất là 6 feet. Cái đó là yên tâm nhất đó. Mà cô nên mang mặt nạ. Trở lại hồi nãy bác sĩ Derek nói về găng tay đó, thì cái găng tay nó giúp. Nhưng mà cái nguy hiểm của găng tay đó là họ dùng găng tay xong họ quên. Họ dùng găng tay xong họ cũng rờ mặt. Là nó cũng vậy hả? Mình mang găng tay vô đó thì mình rờ ở ngoài đó. Thì lúc mà mình lên xe của mình hay là mình về nhà đó thì mình phải cởi ra giục đi. Chứ mà bây giờ mình mang găng tay mà mình cũng rờ mặt mình là thì nó cũng vậy thôi. Dạ. Dạ, làm câu hỏi. Hello. Dạ, cô có hỏi đi cô. Tôi có mẹ đó là 9 tuổi. Mà không tại sao mà thành tầm tầm ăn. Mà xưa đó là ăn thành tầm đổ. Mà bây giờ càng ngày thành tầm lúc tắt ăn lại hai cái răng tắt ở bác sĩ không. Giờ bây giờ không ăn thì đâu có được. Bác sĩ sợ to quá là uống. Có con cho biết uống để không phải uống. Là bà sao bà ăn được thịt. Bác sĩ Derek có hiểu không? Xin lỗi nha, cái telephone của cô sao khó nghe quá cô. Cô chờ một tí nha cô. Ngay bây giờ đó mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Thì cô cứ giữ telephone, mình sẽ trả lời off air.